Nhằm đảm bảo an toàn nghiêm túc cho kỳ thi trung học phổ thông năm 2023, Công an thành phố Sơn La đã sớm đề ra kế hoạch phối hợp tăng cường rà soát bổ sung các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các điểm thi. Trước khi kỳ thi diễn ra, Công an thành phố đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác, tuân thủ pháp luật và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông. Tại các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường và đoàn thanh niên sẽ làm tốt công tác điều tiết giao thông, hướng dẫn các thí sinh và người nhà thí sinh dừng đỗ xe an toàn, không gây ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường các điểm thi. Thành phố Sơn La là một trong những địa bàn có nhiều hội đồng thi nhất tỉnh với 6 điểm thi chính. Trong đợt này, Công an thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng và phương tiện tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông những ngày diễn ra kỳ thi, phân công cán bộ cắm chốt tuần tra lưu động trên các tuyến đường và nút thắt giao thông dẫn tới các điểm thi, giúp thí sinh thuận lợi khi đi thi. Tại các vị trí xung quanh khu vực đặt điểm thi, đơn vị đều cử cán bộ chiến sĩ cắm chốt trong suốt kỳ thi, thực hiện phân luồng điều tiết giao thông, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, xử lý các vi phạm về lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2023, thì đội cảnh sát giao thông trật tự chúng tôi đã ban hành kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố tại các điểm thi. Chúng tôi sẽ cắt cử cán bộ chiến sĩ phân công nhiệm vụ chốt tại các khu vực ngã ba ngã tư, tại những điểm thi điều tiết giao thông để đảm bảo việc đi lại của các em học sinh cũng như phụ huynh được an toàn thông suốt. Đồng thời là chúng tôi sẽ cử cán bộ tuần tra lưu động thường xuyên trên các tuyến, hỗ trợ cho các học sinh, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo gặp sự cố trên đường để đảm bảo là các em, các thầy cô được đến trường đúng thời gian quy định. Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra được an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được thông suốt, rất cần sự nỗ lực phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và các ngành chức năng, cũng như ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân để kỳ thi diễn ra an toàn, bảo đảm mục đích yêu cầu đề ra.